những chiếc Kinos Moto đều hôm nay tập trung tại Cần Thơ. Độc nhất và duy nhất. F4RR. Cái bên này là Ducati Desmo, Desmo Chess. H2 lên H2R. Bên lúc full đồ chơi nồi khô. Quay giùm ơi. Ở đây thì toàn gót không. Quay không anh? Ba chiếc rồi, ngày mai xuống chiếc nữa. Ngày mai xe anh Đặng Dược Phương nữa. Đây. Xe Hồ. Hồ Quốc Thị. Chú Quốc Sơn. Đang mở ra thôi. Coi cửa. Mở ra, mở cái cọc lửa. Đang cho mình của người ta nè. Này mở một dây đâu cần lấy đâu anh. Này à. Để ở đây đậy riêng lại luôn ha. Ờ, để vậy rồi.